thời điểm mà thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, rồi bất động sản du lịch gọi là chết ngợp hết rồi anh chị. Đấy, thời điểm bên này giờ là chỉ còn những cái nhà đầu tư cũng như là những cái cô chú anh chị khách hàng, người ta họ có cái nhu cầu ở thật thì người ta họ về ngay khu vực trung tâm, chính là khu vực ví dụ như là trung tâm thành phố Hồ Chí Minh này, để mà họ mua cái nhu cầu họ ở thật hay là họ mua cho thuê, mua đầu tư giữ tiền, thì anh chị mình không nên bỏ qua cái lô đất này. Đây, một cái lô đất nằm tại vị trí là ngã tư Gò Mây anh chị ha, thuộc phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân và ráp danh với quận Tân Phú, về rất là gần trung tâm quận Tân Phú. Bên này anh chị ha, một hướng chỉ một sẹt thôi là anh chị mình đã về ngay khu vực đó là Aeon quận Tân Phú rồi, rất là gần. Từ cái vị trí cái lô đất nhà mình mà về bên Aeon quận Tân Phú thì đâu đó chỉ có là 3 km thôi anh chị. Rất là thuận tiện ha. Lô này với diện tích là bề ngang 4m anh chị, 4m, bề dài là 14m, thông số vàng luôn. Xây dựng thì một trệt lẫn hai lầu sân thượng, xây dựng tự do, thoải mái chị ha, với mộ kiến trúc mình thiết kế. Đấy, thì lô này hiện tại cô chủ đang rất là cần bán luôn để mà giải quyết việc gia đình trước mùa Tết này, và đang chào với mức giá là 3,9 tỷ còn thương lượng. Xung quanh đây thì chỉ còn lại một lô là còn sót lại thôi. Thì bây giờ em sẽ quay tổng quan cái khu vực cũng như là có địa thế và cái vị trí cho cô chú chị mình xem tổng quan nhé. Dạ, đây chính là hình ảnh đường trước nhà mình cô chú anh chị ha. Đấy, đường nhựa đây là 10m cô chú anh chị ha. Vỉa hè mỗi bên biên độ tầm 3m cô chú anh chị. Đó. Rất là rộng rãi anh chị ha, khu vực dân trí cực kỳ cao anh chị. Block toàn là nhà cao tầng. Bên này thì có những cái căn gọi là được thiết kế, được decor rất là đẹp luôn. Đấy. Anh chị mình nếu mà ở quận Tân Phú thì anh chị mình biết là nó có một cái đường điện Nguyễn Thế Triện á, thì cái đường điện này cũng như vậy á, thì phía bên này anh chị là tương lai người ta sẽ mở cái công viên, ở cái công viên cây xanh ha. Đấy. Lô mình khá là đẹp của chú anh chị ha. Rất là đẹp anh chị. Bề ngang 4m. Đó. Xung quanh này thì toàn là nhà cao tầng, người ta họ xây là san sát nhau hết rồi. Rất là hiếm đất bán luôn. Bây giờ ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn mình đây mà để gọi là tìm quỹ đất mà gần trung tâm thì cũng khá là hiếm của chú anh chị. Đây. Lô này thì ngang là 8m anh chị ha, đều có chủ hết rồi. Đấy, đều có chủ hết rồi. Hiện tại thì bây giờ đang bán cái lô này. Đang bán cái lô này của chú anh chị. Đấy, với cái diện tích là bề ngang 4m, 4m từ đây tới đây ha. 4m và bề dài là 14m. 14m đây là em chưa tính cái khoảng khoảng lùi phía sau. Đó, còn khoảng lùi là cũng phải từ 15m luôn á. Đấy, khu vực này được xây dựng cao tầng, tự do. Dân trí rất là cao anh chị ha, rất là đẹp. Không khí là yên tĩnh, trong lành, khu dân cư nội bộ có cổng rào an ninh chị ha, ở phía đó là có cổng rào rất là an ninh. Thì buổi tối thì mỗi người một cái khóa chìa để mà khóa cái cổng lại thôi. Ở trong này nếu mà con cái sinh hoạt thì khá là tuyệt vời luôn. Đấy, bên này thì anh chị mình có thể là đây tận dụng cái khuôn đất khu vực này đó. Đấy, tận dụng khuôn đất khu vực này, người nhiều cô chú anh chị đang sinh sống ở trong này thì người ta họ trồng rau anh chị thấy không, trồng rau lan, rau muống nè đó. Đấy, thì mình có thể là tận dụng khu vực này mình làm về, mình cải tạo thoải mái, mình đậu đổ xe hơi hay là mình làm cái gì thì nó đều tùy thích ha. Đó, khu này nói chung là ở rất là sướng anh chị ha. Ngang 4 dài 14m, về xây dựng một trệt hai lầu sân thượng như những cái căn bên cạnh anh chị ha, thì khá là đẹp luôn. Đấy, mà hiện tại đang chào với mức giá 3,9 tỷ thì chủ còn thương lượng cho cô chú anh chị ha. Những cái lô bên cạnh thì hảo hỏi thăm rồi, chủ nhà họ không có bán, họ mua để cho con ở thôi, để sau này về xây ở. Thành ra là cô chú anh chị mình mà hiện tại trong cái thời điểm mà thời điểm này thì cái thị trường bất động sản bây giờ hiện tại nó đã đang ấm dần rồi, về cái bất động sản thổ cư, bất động sản trung tâm cũng đang rất là tốt. Đấy, thì anh chị mình có thể là mua để mà đầu tư giữ tiền thì cũng rất là tuyệt vời luôn. Đấy, cô chú anh chị mình mà xem video này thấy phù hợp nhu cầu, phù hợp công năng, thấy mình yêu thích cái vị trí này thì có thể là gọi ngay cho em Hảo, gặp trực tiếp chính chủ để mà qua xem đất cũng như là thương lượng cái vấn đề giá cả khu đất này nha. Rồi, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị mình trong những cái video thước phim tiếp theo nhé.